1 trường trung học phổ thông Đào Duy Từ, thuyết trình với tác phẩm Lỗi 404 của tác giả Plastic. Và trước khi bắt đầu thuyết trình của mình, tôi có một câu hỏi muốn đặt ra cho các bạn, đó là đã có ai trong chúng ta từng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng về tâm lý hay chưa? Và nếu có, các bạn hãy giơ tay hưởng ứng giúp mình ạ. Cô đỡ ơi, em chẳng hết camera rồi, em ơi em ngồi một chút. Vâng, cảm ơn. Có thể nhận thấy rằng áp lực của cuộc sống từ gia đình, ai trong chúng ta cũng nhất là phải một lần trong đời. Và chính những áp lực ấy là nguyên nhân chính hình thành những căn bệnh thế kỷ mang tên trầm cảm. Và để làm rõ hơn về căn bệnh này, chúng tôi đã lựa chọn tác phẩm Lỗi 404 của Plastic, một tác phẩm viết về căn bệnh trầm cảm bởi chính người trong cuộc. Bệnh trầm cảm thực sự là gì? Trầm cảm là chứng rối loạn tâm lý, ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận, nhìn nhận và ứng xử với cuộc sống. Và để làm rõ hơn về căn bệnh này, chúng tôi đã lựa chọn tác phẩm Plastic, tên thật là Lê Trần Mai Nhi. Cô là một trong những fashionista còn nổi tiếng của Việt Nam, ảnh hưởng giới trẻ bởi phong cách rất riêng của mình. Và chính vì tuổi đời còn khá trẻ, chúng tôi xin mạn phép được gọi tác giả là chị với tình cảm và sự gần gũi thân thương. Và sau đây, phần thuyết trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Là cuốn sách kể về ánh hào quang của người nổi tiếng. Lỗi 404 đưa đến cho bạn đọc cái nhìn chân thật nhất, trần trụi nhất về căn bệnh trầm cảm gắn liền với Plastic, về những cảm xúc cô đơn, lạc lối của người trẻ luôn khao khát đi tìm đáp án cho câu hỏi mình lỗi ở đâu. Plastic, một cái tên nghe vừa lạ mà vừa quen. Chị sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu nhất nhì Hà Thành, một cuộc sống hồng hồng và bao cô gái thầm mơ ước. Nhưng không, khó khăn lập đến ngay trong chính gia đình ấy. Gia đình mà đáng lẽ phải cho chị tình yêu thương, sự bao bọc và thấu hiểu, dường như chị sinh ra chỉ để làm hài lòng cha mẹ. Họ đã vô tình tước đi hy vọng, đôi cánh ước mơ. Và chính con người thật của chị quay lưng bước đi, để lại chị một mình với nỗi cô đơn tận đáy lòng mà không một lần được thấu hiểu. Chị kể lại rằng mẹ tôi còn giữ một quyển sổ mà mẹ bảo là ghi hết những tội lỗi của mày vào đây, đến khi tao chết, mày đọc lại cho mày hối hận. Thế đấy, họ luôn có cách yêu thương con cái của mình theo cách riêng thật đặc biệt làm sao. Lớn hơn, kể từ khi chị biết mình mắc căn bệnh trầm cảm, từ khi uống những viên thuốc đầu tiên, chị đã tìm được lời giải thích cho việc tại sao lúc nào mình cũng lạc lõng. Chị quay lại, nhìn thấy bóng đêm xung quanh mình, cố tìm một lối thoát cho tâm hồn vốn chẳng như nào của chị. Thế nhưng cái chị nhận lại chỉ là bóng tối và sự lạnh lẽo từ bốn bức tường xung quanh. Cứ như thế, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một cuộc sống gò bó như vậy, nhưng may mắn thay, trong phần đời của mình, chị đã tìm được những người bạn an ủi phần nào. Bạn ư, bạn là gì, liệu có mua được không? Lúc đầu chị nghĩ thật hài khi đã cho rằng mua chúng nó bằng tiền. Tôi có biết gì hơn, tôi chỉ có tiền. Tôi chỉ biết dùng tiền bao các bạn đi ăn, đi chơi, mua quà tặng các bạn. 15 triệu đồng để có 4 đứa bạn thân cũng không tồi nhỉ. Đến lớp 8, gia đình tôi phá sản. Thế quái nào chúng nó vẫn chơi với tôi, vẫn đi cùng tôi. Và lần đầu tiên qua lời kể của chị, chúng tôi cảm nhận được sự đồng cảm, sự sẻ chia. Thế nhưng đối với nạn nhân mắc bệnh trầm cảm như chị mà nói, vỏn vẹn 4 người bạn là không đủ để chị đối mặt với dư luận của xã hội. Cuộc sống bên ngoài vẫn diễn ra bình thường, còn cuộc sống của chị ngày một đen tối hơn. Khoảnh khắc ấy, chị chợt nhận ra rằng ừ nhỉ, giỏi để làm gì, học để làm gì khi mày không thực sự hiểu mày muốn gì. Thế là mọi thứ xung quanh đều trói buộc vào con người nhỏ bé ấy. Dù có vùng vẫy thì những chuỗi ngày tiếp theo chỉ là chuỗi ngày vô lý. Thế là chị buông xuôi, chị thả hết. Từ tốt học sinh giỏi thành phố, chị tụt xuống học sinh trung bình trong vòng một học kỳ. Cố theo đuổi phong cách riêng của mình, làm những điều mình thích, những cái mà chị nhận lại chỉ là lời chỉ trích từ mọi người xung quanh, từ cộng đồng. Họ cho chị là quái gì, họ cảm thấy ngứa mắt, chẳng biết vô tình hay cố ý. Những trả đạp ấy là tâm hồn của chị, cảm xúc của chị biết bao nhiêu. Trầm cảm hay ở chỗ mọi người bảo là rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. Và đúng như thế thật, nó có khá hơn. Nó khá hơn nhưng rồi nó sẽ lại tệ hơn và sẽ là tệ
làm mấy đâu, dù biết rằng ngày mai trời sẽ lại sáng. Thế sự tăm tối ấy, tệ hại ấy như mây mù phủ lên cả ngày trời nắng, dẫu không giông tố bị mù, vẫn cứ âm u, ám ảnh bạn. Buông ra! Buông ra! Buông ra! Trầm cảm không cầm giam chồng cho bạn một phát để bạn ra chết, thế thì đã quá dễ. Nó bắt bạn phải sống từ từ, chết già, chết khổ. Mặc dù biết ngày mai trời sẽ lại sáng, thế nhưng sau mỗi lần vấp ngã, họ lại bước mòn mỏi hơn một chút rồi buông rơi. Vậy tại sao phải bước mãi khi đích đến của ai cũng giống nhau? Nếu cái chết là phương án mê xuất sắc, là sự kết thúc của sự vĩnh cửu, cho tôi được lựa chọn nó lần này thôi, cho tôi được thanh thản lần này thôi, làm ơn. Chỉ vỏn vẹn trong 200 trang của cuốn sách Lỗi 404 đã giúp bạn đọc có cái nhìn chân thật nhất, trần trụi nhất về căn bệnh trầm cảm, về những nút thắt đằng sau của hình tượng fashionista nổi tiếng. Vâng, sự thực là trong xã hội ngày nay chúng ta còn quá những hiểu lầm và sai lầm về căn bệnh trầm cảm. Ai trong chúng ta mà chẳng có khoảng thời gian khó khăn riêng phải không ạ? Thế nhưng vì sao chúng ta vẫn đứng lên được sau những lần vấp ngã ấy? Đó là bởi vì bên cạnh chúng ta đã có gia đình, đã có bạn bè. Nhưng đối với những người trầm cảm thì không, họ là cô độc. Trầm cảm có mức độ riêng, nặng có, nhẹ có. Nhưng chính sự thờ ơ vô cảm của xã hội mới làm nên định nghĩa đúng nhất về trầm cảm. Vậy nên dù quan điểm chúng ta ra sao, suy nghĩ như thế nào, cũng đừng bao giờ ném vào họ những câu nói gây tổn thương, dù là cố tình hay vô ý, kể cả là những ánh mắt thương hại. Bởi cái thực sự họ cần là sự quan tâm từ mọi người. Do vậy, đừng ngần ngại mà hãy tìm đọc cho mình tác phẩm này. Một tác phẩm được viết bởi chính người trong cuộc sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn, chân thực nhất về căn bệnh hiểm ác. Đọc để thấu hiểu, đọc để cứu lấy cộng đồng, cứu lấy xã hội chúng ta, và rất có thể cứu lấy bản thân của chính các bạn hôm nay và ngày mai. Phần thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị.